Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào bếp với Hoàng Xuân với món lẩu thái chua cay. Chuẩn bị cho món lẩu thái chua cay này, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái nguyên vật liệu sau. Ngày hôm nay thì Xuân sẽ chuẩn bị một cái thực đơn cho khoảng từ 4 cho tới 6 người ăn. Những thành phần gồm có là 0,5 kg nghêu, 0,5 kg tôm, 0,5 kg cá. Ngoài ra thì còn có 0,5 kg thịt bò và có khoảng cỡ tầm 3 miếng tàu hũ cho món lẩu thái này. Các cái nguyên vật liệu ăn kèm với món lẩu thái này thì chúng ta gồm có rau tần ô, bắp, chuối, cải kim chi, rau muống, rau nhút, rau cần và có một ít thèo lèo. Thì đối với những gia đình các bạn cần ăn thêm những cái món rau khác thì anh chị có thể là mua đính kèm thêm. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ không thiếu được là món bún để ăn kèm với món lẩu ngày hôm nay. Cái món lẩu thái nó là quan trọng nhất là cái phần nước sốt. Và hôm nay Xuân muốn giới thiệu với tất cả mọi người một cái phần nước sốt là đặc biệt của Xuân. Nó được làm hoàn toàn tự nhiên từ các cái rau củ cải và nó kết hợp với là tương cà, tương ớt, sa tế và đặc biệt thì nó sẽ cần các cái gia vị đi kèm như là dầu ăn, mì chính, súp, đường và bột ngọt. Để chuẩn bị cho cái phần nước sốt của chúng ta có màu sắc đẹp và đậm vị thì chúng ta cần 3 trái cà chua. Cà chua thì chúng ta căn, cắt và băm nhỏ, sau đó thì chúng ta vắt lấy nước hoặc là chúng ta có thể bỏ vào máy xay sinh tố để chúng ta xay nó nhuyễn hơn. Ở đây thì Xuân đang dùng cái máy xay sinh tố để xay cái phần cà chua này. Tương tự thì cái phần dứa ở đây Xuân cũng làm như vậy. Cắt nhỏ ra và chúng ta băm nhỏ hoặc là có thể xay. Trong quá trình đập dập hành tỏi như thế này á, thì cái tinh dầu trong hành tỏi nó sẽ ra nhiều hơn là chúng ta cắt thành thân mỏng, thì cái gia vị lẩu thái của chúng ta nó sẽ đậm đà và thơm hơn. Cho 6 người ăn thì chúng ta cần tầm 5 củ cải. 2-3 hành tây thì chúng ta cần nửa củ và chúng ta cắt nó thành múi cau. Tại vì cái phần hành tây này thì chúng ta nấu để lấy nước nên là lúc mà cắt thành múi cau thì chút xíu chúng ta sẽ lấy nó ra dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì lá chanh á, thì một số anh chị em thì có thể cắt nhỏ nhưng Xuân thì để nó nguyên lá, mình nấu mình lấy nước của nó. Để cho cái phần lẩu thái có cái vị chua thì với Xuân thì Xuân dùng là tắc tự nhiên. Tắc tự nhiên này thì mình dùng khoảng cỡ tầm 10 trái. Tùy theo cái độ chua của từng gia đình thì anh chị có thể là giảm hoặc là tăng thêm cái phần này. Để tắc thì chúng ta vắt ra, lọc lấy nước.
tiến hành cái phần nước sốt của phần đậu. Và chúng ta cho dầu vào. Sau đó chúng ta bỏ cái phần tỏi và hành phi. Chúng ta vào phi trước. Khi lúc nào cái phần hành và tỏi này chuyển sang màu vàng thì chúng ta sẽ bỏ cái phần xả băm vào để chúng ta phi cùng luôn. Cái mùi thơm của xả nó sẽ tăng cái phần hấp dẫn cho cái hành đậu thái này. Khi tỏi đã vàng thì chúng ta sẽ cho cái phần xả băm và chúng ta đảo đều vào. Bên cạnh đó thì chúng ta cho luôn cái phần hành tây chúng ta vào đây luôn. Chúng ta đảo đều và cho nhỏ lửa. Để cái phần lẩu thái này màu sắc nó được đẹp hơn thì chúng ta sẽ cho vào một ít là tương cà và một ít là tương ớt. Thì đây thì Xuân đang xài là tương ớt của Kim Su. Cái phần sa tế tôm á, thì chúng ta sẽ tùy vào cái từng cái gia đình ăn canh như thế nào để chúng ta cho vào cho hợp lý. Thì cũng cân nhắc là trong bữa tiệc là có em bé hay không thì chúng ta sẽ bỏ cái phần này là nhiều hay là ít. Thì cái này là cân chuẩn bị từng cái nhu cầu của từng gia đình. Khi xả và các cái gia vị này nó đã thấm đều thì chúng ta sẽ cho cái phần củ cải và tiến hành nêm nếm các cái gia vị vào đây. Cái phần lá chanh á, thì Xuân sẽ để nguyên cái phần lá chanh này và Xuân sẽ vo nó vào đây. Để cho cái gia vị này nó đậm cả thì Xuân sẽ nêm đến gia vị như sau. Cho vào 2 muỗng đường. Hai muỗng bột ngọt. Hai muỗng súp. Thêm vào đó là một muỗng cà no. Nước mắm chúng ta nêm vào đây thì chúng ta sẽ nêm khoảng tầm 2 muỗng nhỏ. Chúng ta đảo đều cái gia vị này. Sau khi nếm nếm gia vị thì chúng ta cho cái phần cà chua và dứa xay này vào và chúng ta đảo đều vào trong cái phần nước sốt của chúng ta. Chúng ta cho lò lửa lớn và tiến hành là thêm cái phần nước dùng. Thì cái nước dùng cho cái phần đậu thái này thì anh chị em có thể là dùng từ xương heo, xương bò. Ở đây thì Xuân đang dùng nước ninh từ chân gà và tiến hành là chúng ta sẽ cho khoảng tầm 3 lít nước. Ở đây thì Xuân đang là nêm 3 lít nước từ bằng chân gà. Sau khi chúng ta thêm cái phần nước dùng vào và ninh cái phần các cái phần củ cải và hành tây được khoảng tầm 30 phút thì chúng ta sẽ tiến hành là vớt ra những cái
như là hành tây hoặc là sả cây. Chúng ta vớt ra để cho cái nước lẩu của chúng ta nó sẽ hấp dẫn hơn. Sau khi cái phần nước lẩu của chúng ta đã lên màu và có đủ thời gian ninh thì chúng ta cho cái phần nước cốt của tắc vào để tăng thêm cái độ chua và nêm nếm lại cái gia vị của cái nồi lẩu này. Thì tùy theo cái gia vị ăn của các nhà thì anh chị em có thể nêm nếm cho nó phù hợp. Với gia đình Xuân thì thích cái hương vị nó cũng đậm đà, như vậy là cũng đã tạm ổn. Đến đây thì chúng ta sẽ trình bày cái nồi lẩu chúng ta và tiếp tục ăn trưa. Vậy là đến đây nồi lẩu Thái của chúng ta đã được hoàn thành. Chúng ta đã được thêm một ít gia vị rau thơm vào và trình bày ra để cùng thưởng thức với bạn bè và anh em trong buổi trưa. Chúc anh chị em và quý vị các bạn là nấu một nồi lẩu Thái đúng nghĩa và ngon miệng.